xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin giới thiệu với quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh để kênh của em nó có thể trở nên lớn mạnh hơn, cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm mới nhà em luôn nhé. Đầu tiên thì cái sản phẩm cây sen muốn giới thiệu đến các bác, dòng cây sen phím đàn để các bác lắp cho những thiết bị nhà tắm. Chúng ta chuẩn bị mua cho những cái giai đoạn mà chúng ta mua sắm để lắp cho những cái thiết bị cuối năm. Đấy, ví dụ như là những cái vòi, những cái cây sen như thế này. Cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn nhé. Đấy, con này thì nó là hàng của Dreyer Mani. Hàng đẹp, có mặt đồng hồ hiển thị nhiệt độ. Đấy, và các bác chỉnh nước nóng nước lạnh ở đây. Và chúng ta sẽ có cái đồng hồ để nó sẽ đo nhiệt độ của nước ở đây để chúng ta tắm làm sao mà cho nó ok nhất có thể. Ấy mà hàng này thì hàng cực kỳ đẹp và vô cùng chất lượng luôn nhé. Nên là các bác có thể yên tâm để khi chúng ta sử dụng. Đó, đây là cây sen này. Hàng của Germany. Ở đây thì nó sẽ có cho chúng ta tổng cộng có là 4 cái nút, 4 cái phím đàn để chúng ta ấn xuống để nước nó sẽ ra. Đầu tiên thì nó là một cái vòi xả tự do này. Đó, đầu tiên là một cái vòi xả tự do. Cái thứ hai đó là một cái vòi xịt để chúng ta có thể rửa ráy vệ sinh. Cái thứ ba đó là một cái sen tắm. Đấy, cái này thì cũng có thể chúng ta có thể bật được chế độ ở đây này. Đấy, khi chúng các bác cầm các bác có thể ấn ở chế độ ở đây thì nó sẽ ra các cái tia, các cái chế độ riêng. Đẹp. Con này mạ chrome nhé. Tí nữa em sẽ giới thiệu con này là cổ này lõi đồng thôi nhé. Đấy, và cuối cùng thì nó là một cái bát. Và cuối cùng nó là một cái bát. Đây. Cái bát của nó đây. Đấy, khi chúng ta đứng dựng lên thì chúng ta có thể phù hợp với cái mọi không gian nhà tắm. Ví dụ phòng các bác là chỉ có 1 mét cũng có thể sử dụng cây sen tắm này được. Đấy, mà rộng 1 mét thì cái này nó cũng chỉ đua ra 40-50 phân thì nó sẽ ra giữa phòng tắm cũng rất là đẹp. Mà các bác phòng rộng cũng có thể sử dụng được, nó rất là sang. Đấy, kể cả là phòng chật hoặc là phòng to, phòng bé thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Rất là linh hoạt, rất là tiện lợi nhé. Mạ chrome. Đây, còn đây em sẽ đi vào chi tiết của cái củ để giới thiệu cho các bác. Cái củ của nó đây có nhá. Cái củ của nó đây như các bác có thể nhìn thấy đây, người ta đã sơn phủ một lớp sơn tĩnh điện. Đấy. Và bên trong của nó là lõi đồng. Bên trong này của nó là lõi đồng này. Hàng này cũng rất là ok nhá. Hàng này cũng rất là ok luôn. Đấy, sen. Đây là cái chỉnh nhiệt độ này, các bác muốn nóng như nào thì các bác chỉnh ở đây. Đó. Thì đây là một cái dòng cây sen. Con này thì rất là ok luôn. Và giá của nó thì bên nhà em đang bán với một cái mức giá cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Một cái bộ cây sen như này full phụ kiện đầy đủ hết cho các bác, chỉ việc về và lắp lên. Bên nhà em đang bán với mức giá đó là 1.800.000. 1.800.000. Và bao ship toàn quốc. Và nhà em bao ship toàn quốc. Đó, đó là mã sản phẩm đầu tiên. Mã cây sen rẻ vô địch. Đấy, cả cái chân của nó này, phụ kiện chân theo nó đầy đủ hết. Cái mã thứ hai đó là một cái mã vòi chậu, vòi lavabo. Con này cũng rất là thanh cảnh, rất là đẹp này. Lõi của nó cũng là lõi đồng này. Đấy, hàng chọn lựa luôn chứ không phải là hàng ấy đâu, hàng rất là xịn sò. Đây, liền thân một khối này, liền một khối này. Hàng đẹp luôn có nhé. Đây, khi các bác lắp vào thì các bác có thể lắp đặt rất là dễ dàng, lắp đặt rất là dễ dàng nhé. Ở trong này thì cái bộ này thì em sẽ tặng thêm cho các bác một cái độc cặp dây cấp. Đấy, cặp dây cấp nữa. Đấy, thì dây cấp các bác cứ cắm vào lỗ này. Nó sẽ đầy đủ, nhưng em lại quên không mang cái cặp dây cấp đây cho các bác. Hàng đẹp chất lượng luôn. Hàng đẹp chất lượng luôn nhé. Cái mã này thì bên em đang bán với mức giá chỉ có 450.000 đồng. Chỉ có 450.000 đồng nhé. Hàng đẹp giá cực kỳ tốt luôn. Hàng đẹp giá cực kỳ tốt luôn. Đây là một cái mẫu cây sen tắm. Cây sen tắm nha em. Đó. Thì quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Đấy, các bác ủng hộ cho em xin một nút like để cái kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn, cũng như có thể cập nhật nhiều sản phẩm mới tốt chất lượng để có thể giới thiệu đến các bác. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng chiếu Muji, chiếu của Nhật. Con này thì dòng này là chiếu điều hòa các bác nhé. Dòng này là chiếu điều hòa. Tại sao lại gọi nó là chiếu điều hòa? Đây thì em sẽ đi xin đi vào chi tiết. Ở đây thì nhà em đang có rất là nhiều kích cỡ, chiếu 1m2, chiếu 1m6, chiếu 1m2, 1m5, 1m6, 1m8 và 2m2. Thì kích thước cố định của nó là một chiều là 2m. Con này thì nó là chiếu viền lụa nhé. Cái này là viền của nó là viền lụa này.
viền lót viền lụa, hàng cực đẹp cực nét luôn, hàng cực đẹp cực nét luôn nhé. Còn đây là cái phần chiếu mây của nó cũng rất là đẹp các nhé. Con này thì những cái dòng chiếu này thì các bác nằm vào mùa hè thì nó rất là thoải mái, nó sẽ dễ chịu cho chúng ta hơn, nó sẽ cảm giác nó mát mẻ hơn. Đấy, nên là các bác ở miền Bắc hay miền Nam thì các bác sẽ bốn mùa nên là sử dụng cái mẫu này tốt hơn. Còn miền ví dụ các bác ở miền Bắc, ví dụ các bác ở miền Bắc thì chúng ta sẽ sử dụng cho mùa đông. Mùa đông thì chúng ta sẽ lật ngược cái chiếu này ra thôi. Đấy, thì nó sẽ có một mặt lót đằng lụa đằng sau, bên đằng sau mặt đằng sau này nữa. Đấy, thì cái hoa văn thì nó, mỗi cái kích thước của nó sẽ có một cái khác nhau. Đấy. Thì các bác có thể lật đây để các bác có thể nằm cũng vẫn là được. Đây. Các bác lại lật cái này lại thôi. Không có gì cả. Đó, thì nó cũng rất là đẹp. Thì một con chiếu này các bác có thể dùng được cả mùa hè và cả mùa đông. Đấy, cả mùa hè và cả mùa đông nhé. Một cái chiếu này thì nó sẽ có hai cái vỏ gối cho chúng ta này. Một cái chiếu nó sẽ có hai cái vỏ gối. Thì cái dòng chiếu Muji của Nhật này thì nó sẽ có một cái 1m2. Từ 1m2 trở xuống thì nó sẽ là một gối thôi. Còn 1m5, 1m6, 1m8 trở lên thì nó sẽ là hai gối. Thì nó sẽ là hai gối nhé. Hàng đẹp, hàng nét luôn này các này. Các bác có thể nhìn thấy hàng này của nó thì là hàng cao cấp. Hàng cao cấp nên là nó cực kỳ đẹp. Viền lụa các thứ rất là sang trọng. Thì đây để em xin ghi cái kích thước đấy và cái giá tiền cho các bác luôn để chúng ta có thể ấy được. Ở như em thì đang có một chiếu 1,2 này nhân với 2 mét này. Đấy, thì giá của nó thì bên em sẽ bán với giá là 320.000 đồng. Đấy, và bao ship. Cái thứ hai đó là chiếu 1,5 mét nhân với lại 2 mét. Đấy là chiều cố định nhé, chiều cố định của nó tất cả là 2 mét, còn một chiều nó là các bác đo, cứ đo theo giường nhà chúng ta ấy, là một cái bề ngang thôi, còn bề dọc đúng chỉ 2 mét thôi. Là bằng 340k. Bao ship. Chiếu 1,6 nhân 2 mét bằng 360k. Bao ship. Chiếu 1,8 nhân 2 mét. Đấy thì sẽ là 380k. Bao ship. Và cuối cùng là chiếu 2,2 mét nhân 2 mét thì sẽ bằng 400k. Và cũng bao ship cho các bác luôn. Đó, đây là một số những cái thông số của cái dòng chiếu Muji, chiếu Nhật, chiếu điều hòa nhà em. Dòng này thì các bác sử dụng yên tâm, hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn. Khi các bác đặt hàng bên nhà em thì các bác đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nhé. Nên là các bác cứ yên tâm về vấn đề chất lượng. Đấy, tại vì chúng ta được phải kiểm tra. Đấy, và em cũng khuyến cáo các bác là nên kiểm tra. Đấy, trước khi thanh toán tất cả mọi mặt hàng bên nhà em. Đó, thì để đề phòng là nhầm lẫn đơn hàng hay là tất cả có cái gì đó thì các bác cứ kiểm tra thoải mái coi nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng gối. Gối này là gối cao su non nhé. Gối này dòng gối cao su non rất là ok luôn. Các bác dùng cái mẫu này thì nó không bị mỏi cổ. Thương hiệu của nó, thương hiệu Zara của Nhật. Đấy, thương hiệu của Zara. Rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn. Bên trong gối của nó đây. Dòng này là bằng cao su non. Đấy, người ta làm rất là tỉ mỉ, rất là ok luôn này. Con này khi các bác nằm ngủ lên nhé, thì cái đầu chúng ta nằm ngủ lên thì nó sẽ không bị, nó sẽ tì vào cổ, tì vào những cái cổ của chúng ta, thì nó sẽ không bị mỏi, nó sẽ hạn chế cái mỏi cổ, đau mỏi cổ sáng dậy mà đau nhức cổ hay là mỏi cổ cái thứ, thì nó rất là tiện lợi. Đấy, phù hợp cho các bác nào mà đi làm hay mà một tư thế ngồi. Đấy, thì các bác cũng có thể lót lưng. Đấy, thì nó rất là tiện. Con này thì hàng xuất đi châu Âu nên là các bác yên tâm, đảm bảo luôn cho các bác là chất lượng xịn sò luôn. Đấy, thương hiệu này thì của nó đây, cái gối này của nó thì em xin đo kích thước cho các bác luôn nhé. Đây, các bác có thể lót ở ghế ô tô cái thứ ngồi nó đỡ đau lưng hẳn đi đấy. 47. Cái kích thước này nó tùy theo cái gối nó nở nhé, nhân với lại 28 thì khi các bác dùng lâu dùng thì nó sẽ nở ra hai bên nhiều hơn. Đấy, thì lúc bằng cao su non này các bác có thể ép bé lại. Đấy, ép bé lại và nó sẽ nở ra. Đấy, thì lại để cho nó đè vào cái lưng của chúng ta ấy. Thì nó sẽ ví dụ các bác ngồi ghế lên lưng này. Đấy, thì nó sẽ bám sát vào cái viền. Nếu mà các bác lái xe thì nó sẽ bù vào những cái khoảng trống của lưng của chúng ta và nó sẽ đẩy cho chúng ta cảm giác dễ chịu hơn. Hoặc là các bác có thể gối đầu. Đấy, thì nó mít theo cổ, mít theo những cái đường cổ của chúng ta nhé. Con này rất là tiện nhé, mà rất là chất lượng. Nhà em đang sử dụng rồi nên là các bác yên tâm, hàng đảm bảo cho bác luôn. Cái mã này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó đó là chỉ có 90.000 đồng thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn nhé. Cực kỳ hạt rẻ luôn, 90k trên một cái. Thương hiệu gối của Zara. Hàng ngon lành, xịn sò, chất lượng. Đấy,
Thì quý cô bác anh chị đặt hàng thì liên hệ với số hotline em đang để ở góc màn hình nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì hỗ trợ cho em xin một nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới và chất lượng bên em nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên em xin giới thiệu cho các bác đó là một số những cái dòng pin. Pin của Nhật này. Pin ở đây là em đang có một dòng pin pin đồng hồ. Các bác biết là cái dòng pin đồng hồ chúng ta đấy. Đấy thì là một dòng pin to và một cái dòng pin tiểu bé là để các bác lắp cho những cái dòng điều khiển tivi. Đấy, những cái dòng điều khiển tivi mà pin zin của nó ấy, thì các bác dùng có thể rất là lâu, không bị hỏng, không bị chảy nước, nhưng mà dùng cái pin của chúng ta ấy, pin mà pin con thỏ các thứ ấy, thì chất lượng của nó sẽ không bằng. Thì đây em về thêm cho chúng ta đó là một cái dòng dòng pin này để các bác có thể sử dụng. Đấy, dòng pin này thì nó là của Nhật, thương hiệu của nó là Fujitsu, hàng của Nhật nhé. Dòng này thì các bác có thể sử dụng cho những cái dòng điều khiển các thứ đều rất là ok và tiện lợi. Con này thì đây cái dòng pin này thì nó sẽ là bán, em sẽ bán theo lốc, bán theo lốc, và giá của nó sẽ là 40.000 đồng một vỉ như này. 40.000 đồng một vỉ 4 viên. Đấy, 40.000 đồng một vỉ 4 viên. Con này thì sử dụng rất là bền, pin của Nhật thì các bác biết rồi, hàng của Nhật thì các bác yên tâm một điều đó là chất lượng thì đảm bảo. Chất lượng này nó đảm bảo cho các bác luôn nên là các bác yên tâm. Đấy, pin của Nhật. Pin này. Đấy, giá của nó thì một vỉ như này sẽ là 40.000 đồng. Một vỉ này sẽ là 40.000 đồng nhé. Để các bác về, các bác mà ví dụ các bác mà về dùng mới có dùng hai viên thì các bác cứ để im trong tủ thì nó không bao giờ bị hỏng. Đấy, nhưng mà các bác lắp vào điều khiển đừng để dùng điện. Nếu mà các bác đã lắp dùng thì là các bác cố gắng dùng hết. Đấy, cái dòng pin này. Đấy, rất là tiện lợi nhé. Rất là dễ thay thế. Đó, 40.000 đồng một vỉ. Còn cái dòng pin bé đây. Dòng pin bé này là pin của điều khiển TV. Con này thì có mức giá của nó là 38.000 đồng. 38.000 đồng một vỉ nhé. 38k trên vỉ. 38.000 đồng một vỉ. Đấy, một vỉ của nó cũng 4 viên. Các bác lên cho em mã này, mã pin điều khiển nhé. Pin điều khiển, pin của Nhật, pin điều khiển 38.000 đồng. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đó, chất lượng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng kem bàn chải, à kem đánh răng. Kem đánh răng thương hiệu của Suntat. Hàng Nhật nhé. Nguyên lốc, hàng mới luôn, chưa qua sử dụng. Còn cái hàng này thì qua sử dụng rồi thì cũng không ai sử dụng nữa. Hàng cực kỳ chất lượng. Tất cả đều hàng mới luôn nhé. Cực kỳ thơm luôn, kem đánh răng muối các bác nhé. Trắng răng, sạch răng và diệt vi khuẩn nướu. Đấy, rất là tốt. Con này nhà em đang trải nghiệm rồi, cũng thấy rất là ok. Đấy, mà nó rất là dễ sử dụng. Hơi mặn mặn một chút nhưng mà được. Đấy, các bác có thể truy cập website của nó là jp.suntat.com. JP là mã vùng của Nhật Bản nhé. Đấy, hàng này của nó thì cực kỳ ok, cực kỳ chất lượng luôn. Kem đánh răng đây. Đấy, thương hiệu Suntat. Giá tiền của nó thì bên em đang bán với mức giá đó là 60.000 đồng một típ này. 60.000 đồng một típ kem đánh răng như này các bác nhé. Để các bác về các bác sử dụng. Rất là tiện, rất là ok luôn. Đó, 60k. Kem đánh răng Nhật. Trọng lượng của nó là 170g nhé. Trọng lượng của nó 170g. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng bàn chải đánh răng. Cái dòng bàn chải đánh răng này nó cũng là của hàng nội địa Nhật này. Nói chung là đảm bảo cho các bác luôn, hàng xịn sò luôn. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ không phải như cái dòng bàn chải đánh răng bình thường của mình. Đấy, các bác mua cái dòng bàn chải bình thường nó thì nó chỉ có 5-10.000 thôi. Thế nhưng mà dùng đánh thì nó sẽ nhanh bị tọc cái này ra vào miệng. Rất là không ngon. Rất là không thoải mái. Đấy. Cái này của nó thì nó sẽ có những cái lông tơ li ti này. Cực đẹp, cực chất lượng luôn này. Các bác có thể nhìn thấy. Đấy. Hàng nội địa Nhật nên là các bác dùng rất là ok luôn. Rất là yên tâm. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là một cái bàn chải như thế này. Đó. Giá của nó thì bên nhà em đang bán mức giá cực kỳ ưu đãi luôn cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 40k. 40.000 đồng một cái nhé. Bàn chải đánh răng của Nhật. Bàn chải đánh răng nội địa Nhật nhé. Đấy, nó không phải là hàng liên doanh nên là hàng này hàng nội địa Nhật, thương hiệu của nó là Karate. Đấy. Hàng dùng đảm bảo luôn nên là các bác yên tâm. Hàng này dùng đảm bảo luôn nên là các bác yên tâm nhé. Vô cùng xịn sò và chất lượng luôn. Xịn sò và chất lượng. Bàn chải đánh răng Nhật. Đấy. Một cái như này là 40.000 đồng. Một cái như này là 40.000 đồng nhé. Hàng chất lượng luôn, hàng tốt. Các bác chỉ việc về bóc ra và sử dụng thôi. Con nào cũng thế, nhà em đang trải nghiệm rồi. Đấy, con này bóc ra để làm mẫu cho các bác thôi.
cực kỳ ok. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng môi sới cơm này. Kích thước của cái dòng môi sới cơm này là 194 × 72 × 12 HM. Đấy, con này thì là hàng nội địa Nhật, made in Japan. Đây, còn cái độ dẻo dai của nó thì yên tâm, các bác yên tâm luôn, con này ta không phải làm bằng nhựa tái chế nên là nó không có mùi nhựa, mà các bác dùng rất là đảm bảo. Đảm bảo đầu tiên đó là đảm bảo cho sức khỏe gia đình, và đảm bảo thứ hai là chất lượng của nó và cái thời gian sử dụng, các bác có thể sử dụng thời gian rất là lâu dài. Đấy, vì nó rất là dẻo dai, nó không phải là cái dòng mỏng dính mà nó rất là dày dặn các bác nhé, rất là dày dặn. Các bác cầm vào, các bác khi nhận hàng các bác nhìn thấy là bác ưng luôn rồi đấy. Và đặc biệt là có một cái điều là bên nhà em đặt hàng là các bác lưu ý một điều, đó là bên nhà em khuyến khích các bác là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái các bác nhé, trước khi thanh toán. Đó, cái dòng môi sới cơm bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 60.000 đồng thôi, chỉ có 60.000 đồng một cái dòng môi sới cơm này. Đấy, để em ghi giá luôn vào đây nhé, 60 cái. Đấy, môi sới cơm bên nhà em đang bán với giá là 60.000 đồng, 60 cái. Một cái sản phẩm tiếp theo đó là một cái dòng môi chiên xào, để các bác chiên xào, xào nấu các thứ rất là tiện lợi. Đấy, xào nấu các thứ rất là tiện lợi nhé. Cái dòng này thì đây, em đã bóc sẵn ra rồi. Các bác có thể rang cơm, xào nấu các thứ này. Hàng này của nó cũng là hàng nội địa Nhật nhé. Hàng này của nó cũng là hàng nội địa Nhật. Made in Japan này. Hàng vô cùng chất lượng luôn. Để các bác xào nấu, các bác rang cơm. Để các bác xào nấu, các bác rang cơm nhé. Rất là ok luôn. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá cực kỳ hỗ trợ cho chúng ta luôn. Con này bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 50k thôi. Chỉ có 50.000 đồng thôi nhé. 50.000 đồng một cái. Mua chiên xào. Mua chiên xào nhé, 50k. 50k một cái. Hàng đẹp chất lượng luôn. Đấy. Con này các bác khi bác xào nấu thì các bác không sợ bị nó bị cái ấy ở đây nhé. Đây, ví dụ các bác xào nấu đi. Thì nó không sợ bị chảy cái nhựa này ra. Đấy, xào nấu này, rang cơm này. Đấy, rán đậu này, rán cá này. Đấy, rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo tiện tay giới thiệu luôn cho các bác, đó là một cái dòng chảo Nhật. Chảo này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Shigisai, hàng nội địa Nhật Japan này. Đấy, 1976 in Japan, hàng của nội địa Nhật. Chảo này dòng chảo chống dính, nhôm đúc 4 lớp. Nhôm đúc 4 lớp này. Rất ok luôn. Cái dòng chảo này thì nó là đáy bằng. Nhà em đang có hai size, đó là size 28 và size 24. Hai size, size 28 và size 24. Chảo này thì dòng này của nó là cũng là dòng nội địa Nhật này, made in Japan, 4 lớp, hai cái như nhau thôi. Nó chỉ khác nhau mỗi là cái kích thước. Này, bên trong này của nó thì các bác yên tâm. Này, 24 này độ dày 3,5 mm này. Tất tần tật các thứ. Đấy, dòng chảo này thì các bác cứ thử sử dụng thoải mái luôn. Xào nấu rán mà không sợ dính. Con này là vân đá. Con này nói chung là nhà em đang sử dụng hai cái, con nhà em sử dụng con 20 với con 28. Đấy, nhưng con 20 đợt này hết hàng thì con 24 này cũng sử dụng cũng thế. Giá của nó thì lại đợt này đang cực kỳ ưu đãi nhé. Để em ghi giá vào đây. Giá của nó thì con chảo 24 này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó là chỉ có 320k thôi. Và bao ship nhé. Còn con 28 này. Con 28 này thì giá của nó trước kia là đang là bán 400, đợt này thì giảm xuống còn 350k. Và bao ship. Đấy, 350k là chảo 28. Còn đặc biệt nhé, khi các bác mua một combo hai cái chảo, combo hai chảo, một chảo 24 và một chảo 28. Đấy, combo hai chảo, một chảo 24, một chảo 28. Ví dụ đây hai chảo, một chảo 24 và 28. Thì bên nhà em đây hai cái 24 và 28. Bên nhà em bán cho các bác với cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn, 600k và bao ship cho các bác. Tức là các bác có thể tiết kiệm được 70.000 đồng trong một cái đơn hàng hai cái. Còn khi các bác mua ví dụ được một cặp chảo 24 thì là sẽ là 600, cũng là 600. Đấy, 24 là cũng là 600. Đấy, tại vì nó giảm thế thôi. Còn con chảo 28 này, một cặp chảo 28 thì các bác sẽ là giá của nó sẽ là 650 bao ship nếu mà hai cái cùng loại. Đấy, còn hai cái khác loại của nó sẽ là 600k và bên nhà em bao ship cho các bác. Nên là các bác yên tâm, hàng này cực kỳ vô ok và chất lượng luôn. Đun được nhé, các bác có thể đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại. Đấy, thậm chí thật sự ra bếp phủ các bác đun được. Đấy, các bác đun được bếp này, cái dòng chảo này có thể đun được tất cả trên tất cả bề mặt bếp. Nên là các bác yên tâm nhé. Chảo Nhật dùng sử dụng rất là tiện lợi và rất là tốt luôn. Đó.
một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác. Đây, đường cháo rồi thì các bác xào nấu rán xong thì các bác có thể cắt thực phẩm bằng cái kéo của Nhật này. Cái dòng kéo này thì nó rất là tiện lợi. Cái dòng kéo này cũng rất là tiện lợi. Con này thì đây. Đấy. Con này là các bác lên xem mã này, mã kéo cán bạc. Con này thì có đánh về cá này, bật bia này, ăn hải sản này, để các bác ăn hải sản các thứ, các bác ép càng cua đây này. Đấy. Hoặc là cắt gà vịt đều được, cắt gà vịt đều được nhé. Một cái dòng kéo này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có giá là 90.000 đồng thôi, 90.000 nhé. Một cái kéo cán bạc này giá của nó chỉ có 90.000 đồng thôi. Hàng đẹp chất lượng luôn nhé. Một tiếp theo. Con này thì dành riêng cho cắt gà. Cắt gà vịt ăn hải sản. Cái này cũng đánh được về cá này. Cắt được gà vịt này. Con này hàng của nội địa Nhật Japan này. Chất thép SK5. Chất thép SK5. Giá của nó thì bên nhà em đang bán với mức giá của nó chỉ có 160.000 đồng và nhà em bao ship nhé. 160.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác cái mã kéo này. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và chất lượng luôn nên là các bác yên tâm. Hàng này hàng đẹp và chất lượng luôn nhé. Đấy. Kéo cắt gà Nhật. Con này kéo to. Cắt gà to 3-4 cân vẫn được. Cắt gà to 3-4 cân vẫn được nhé. 160.000 đồng bao ship. 160.000 đồng bao ship. Còn các bác ưng cái dòng kéo cắt gà Đức thì đây. Đấy, không thích Nhật thì các bác có dòng Đức. Thương hiệu của nó là Willing. Cũng có đánh vảy cá này. Đấy, rất là đẹp. Con này thì giá cực kỳ mềm luôn. Con này chỉ có đánh vảy cá thôi. Đấy, và cắt gà vịt thôi. 90.000. Hàng chất lượng luôn. 90.000 đồng. Kéo cắt gà. Kéo cắt gà nhé. 90.000 hàng cái. Kéo cắt gà vịt. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, tiện đây giới thiệu luôn. Một cái bộ bấm móng tay. Bấm móng tay, bấm móng chân. Đây. Hàng mới luôn. Hộp của nó này. Một bộ này gồm 3 món. Một bộ này gồm 3 món này. 1, 2, 3 cái. Nó sẽ có cái cho chúng ta đó là cắt to này. Đấy, cắt cho trẻ em này. Và cắt cái vát này. Đấy, cắt cái vát này thì rất là tiện. Em thấy con này rất là tiện đây. Vì ví dụ như chúng ta có những cái mà ba vía tay này. Ba vía tay này thì chúng ta đều có thể cắt được. Ba vía tay chúng ta đều có thể cắt được này. Hoặc là những cái da chết này thì chúng ta đều có thể lôi ra chúng ta cắt thoải mái. Đấy, ví dụ thế. Đấy, hoặc là những cái ba vía tay, ba vía chân, cắt rất là tiện hiệu quả. Đặc biệt là những cái dòng bấm móng tay này nhé, thì nó sẽ có cho chúng ta cái gạt lên này. Đấy, cái gạt lên này để khi mà các bác cắn móng tay, đây để em bật cắt cho các bác bằng cái này cho nó dễ, các bác có thể nhìn thấy cho nó dễ này. Đây, khi các bác cắn móng tay này, đấy, thì thường là nó sẽ bắn rơi xuống đất, thì cái này nó sẽ có cái để đựng cái móng tay chúng ta cắt. Đấy, chúng ta sẽ có thể đựng để chúng ta cái móng tay chúng ta cắt này. Rất là sắc bén. Đấy, rất là sắc bén nhé. Rất là sắc bén và rất là tiện. Rất là sắc bén và rất là tiện. Đây, khi bác đổ ra này. Đấy, móng tay của nó sẽ nằm trong này. Rất là sạch sẽ. Và rất là sạch sẽ nhé. Một cái bộ bấm móng tay. 3 món. To, bé và ấy này. Bộ bông tay 3 món này. Đẹp, sắc bén, chất lượng. Thương hiệu của nó là Willing, hàng của Đức. Cực kỳ ok luôn. Giá của nó bên em đang bán với giá chỉ có 130.000 đồng thôi. 130.000 đồng.
giá của nó chỉ có 130.000 đồng thôi nhé. Hàng đẹp, giá cực kỳ tốt luôn, giá cực kỳ tốt luôn cho các bác luôn, nên là các bác yên tâm. 130.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng máy đánh trứng. Máy đánh trứng này, con này có 3 cấp độ. Các bác về các bác lắp vào đây. Bật này. Rất là ok luôn. Các bác muốn tắt đi thì giữ lì nút nhé. Các bác muốn tắt thì các bác giữ lì nút. Rất là tiện luôn. Con này thì các bác cắm sạc. Ở trong này sẽ có một cục pin 18650. Nhưng mà dùng cái động cơ này rất là mềm, rất là bền. Đấy. Rất là bền, nên là các bác cũng không phải cắm sạc liên tục đâu. Đấy. Nó sẽ có một cái thân này cho chúng ta này, để các bác đánh trứng, đánh cà phê. Đấy. Để các bác làm kem, làm bánh thì đều rất là ok. Các bác làm kem, làm bánh đều rất là ok nhé. Nó sẽ có hai cái đầu, cái này bằng inox. Nó sẽ có hai cái đầu này cho chúng ta này. Đấy, đánh cà phê, đánh bông, các thứ này rất là tiện lợi. Bác nào mà đang chuẩn bị mở quán cà phê cũng có thể sử dụng cái này rất là tiện. Dòng máy đánh trứng. Con máy đánh trứng này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 100k thôi. 100.000 đồng. 100k. Hàng đẹp luôn. Đây các bác có thể đánh trứng, đánh cà phê, đánh bông lan, đánh bánh bông lan, các thứ đều rất ok. Hàng tiện lợi luôn. Hàng đẹp luôn, còn mới nhé. Hàng này còn mới luôn nên các bác yên tâm. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo. Một con máy cạo râu Panasonic. Lưỡi của nó này em đã dùng rất là lâu rồi, con này khoảng 2 năm nay rồi. Đến tầm này là khoảng 2 năm nay từ ngày có cái máy này về. Rất là tiện đây nhá. Những cái râu để bám vào đây. Đấy, các bác lau thì không có hoen gì đâu. Đấy, không có hoen gì đâu nhé. Rất là sạch sẽ và sắc. Đấy, nên là các bác dùng lâu các bác cũng không sợ. Đây, cái này em dùng 2 năm nay mà đây. Các bác bảo là lưới rách nhưng mà không chả rách gì cả. Đấy, rất là nhiều em bán cái này thực sự là rất là nhiều rồi. Đấy, mà chưa có bác nào chê, thậm chí còn mua thêm. Mua thêm để mua hộ. Động cơ chạy rất là khỏe. Ở trong cái này là khay đựng dâu. Đấy, để khi chúng ta cạo dâu nó sẽ nằm trong đấy. Đây các bác nghe tiếng rất là sắc, rất là ấy luôn. Con này thì rất là tiện, nó sẽ chạy bằng pin. Thì em sẽ tặng cho các bác kèm đôi pin con thỏ như này. Đấy, có một cái lưu ý nhỏ nhỏ để khi chúng ta mua cái dòng máy cạo dâu này thì là đó là cách lắp pin thôi. Nó chỉ có mỗi cách lắp pin thôi, thì các bác lắp đúng theo cái chiều đây. Lắp đúng theo cái chiều đây của nhà em. Đó. Con này thì các bác yên tâm là không, chưa con nào bị lỗi. Em bán cả nghìn con rồi nhưng chưa con nào bị lỗi. Chỉ có lắp pin sai cách. Thì các bác về đây, các bác lắp pin đúng theo cái chiều pin của nó như này cho em. Đấy. Các bác lưu ý nhé, lắp đúng chiều pin. Đấy. Còn các bác lắp ngược đi thì nó sẽ không chạy. Đấy, thì là các bác lại bổ hỏng. Đấy. Nó không chạy thì các bác lại bổ hỏng. Nhưng mà các bác lắp lưu ý nhé, lắp cho em đúng cái chiều như này. Lắp đúng chiều. Đấy là ngược nhau nhé. Lắp đúng hai cái chiều này là ngược nhau. Các bác chịu khó lưu ý cho em một tí. Đấy cộng trừ này. Ngược nhau. Đó. Một cái dòng máy cạo râu Panasonic khi có nhận hàng nhé, là nó sẽ là hàng mới. Nó sẽ là hàng mới. Đợt này giá đang giảm nhé. Đợt này giá đang giảm cho chúng ta. Trước kia em đang bán với giá là 380.000 đồng. Đợt này em đang giảm cho các bác xuống còn 350.000 đồng. Đợt này đang giảm giá xuống còn 350.000 đồng nhé. Máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Nên là các bác yên tâm. Hàng đẹp luôn nên các bác yên tâm nhé. Máy cạo râu Panasonic bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 350.000 đồng. Và nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. Bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một số những cái dòng đá mài này. Đá mài đây thì tất cả nó đều có một cái lớp cao su dưới này nhé. Tất cả nó đều có một cái lớp cao su dưới này chúng ta. Đấy. Thì để chúng ta chống trơn trượt này. Để các bác chống trơn trượt để khi các bác mài dao. Nhà em thì đang có hai loại đá mài, đó là đá mài hai loại kích thước chứ không phải là hai loại đá, xin lỗi. Kích thước của nó là một loại nhà em là 3.000, 8.000 và một loại 5.000, 10.000. Đấy, hàng đều là hàng nội địa Nhật, thương hiệu của nó là Katashiwa. Katashiwa hàng nội địa Nhật. Đẹp xịn sò và chất lượng luôn. Hàng đẹp xịn sò và chất lượng luôn. Đó. Thì hai cái loại này thì nó sẽ có giá tiền khác nhau một chút. Đấy, thì con 3.000, 8.000 này bên em đang bán với mức giá chỉ có 80k. 3.000, 8.000, 80k. Và 5.000, 10.000, 90k. Đấy, và 5.000, 10.000, 90k. Đá mài của Nhật nhé.
Đá mài của Nhật hai loại. 80.000 và 90.000. Đó. Mài dao rất là tiện. Mài dao rất là tiện nên là các bác yên tâm. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng mài 4 khe. Mài dao 4 khe này. Con dòng mài dao 4 khe này thì nó rất là tiện. 1 2 3 4 khe để các bác mài. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Sato. Thương hiệu của nó là thương hiệu Sato nhé. Đấy, Sato Japan. Con này thì các bác có thể mài 1 2 3 4 4 khe. Cái khe cuối cùng thì để các bác mài kéo nhé. Cái khe cuối cùng thì người ta để là các bác mài riêng cho mài kéo. Đấy. Còn 1 2 3 này các bác mài dao. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 70.000 đồng thôi. Chỉ có 70.000 đồng thôi nhé. Nên là rất là tiện lợi để các bác dễ dàng sử dụng. 70.000. Còn một cái dòng cao cấp hơn nếu mà các bác muốn sử dụng thì đó là dòng thương hiệu của Takashiwa. Nó là dòng chuyên để các bác mài dao. Đấy, nếu mà bác nào mà sử dụng cái dòng này thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì làm sao? Cái chất lượng của nó sẽ khác, thương hiệu của nó khác, cái thành phần trong cái những cái lưỡi mài này của nó sẽ khác với cái dòng bình thường này. Dòng này Sato là một cái dòng bình dân. Nó vẫn dùng rất là ok, thế nhưng mà nó không thể bằng con này được. Con này thì chất lượng hơn. Đấy. Giá của nó thì nó chắc chắn là sẽ phải cao hơn rồi. Con này nó gần như là gấp đôi. Giá của nó thì con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 160.000 đồng nhé. 160.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. 160k và bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. Nên là các bác yên tâm. Liếc cái này là mẫu mài ba, mài dao ba khe nhé. Mài dao ba khe. 160k và bao ship cho các bác luôn. 160.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác. Hàng đẹp. Chất lượng xịn sò. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác. Đấy, đợt này lại về rất là nhiều luôn cho các bác này. Cái dòng combo hộp đựng thực phẩm. Cái dòng này thì các bác có thể ví dụ gì? Ăn còn một múi sầu riêng này, để vào đây này, để lại để trong tủ nó không bị tỏa mùi, hay là những cái ví dụ như thịt thà các thứ các bác đựng vào đây thì nó sẽ không bị mất cái màu sắc vị ngon. Chúng ta có thể để riêng biệt. Các bác có thể để ngăn đá, ngăn mát thì đều có thể ok. Cái dòng này của nó là các bác cứ yên tâm một điều, đó là dùng rất là đảm bảo luôn. Nó là nội địa Nhật. Đấy, nó cứ là bằng không phải bằng nhựa tái chế nhé. Nói chung là dùng cái dòng này rất là ok luôn. Rất là mềm dẻo, rất là chất lượng. Kể cả đây cái nắp của nó này. Đến cái nắp của nó, tất cả các loại các bác về các bác cứ bóp thoải mái luôn. Rồi các bác bỏ ra, nó lại về gần như là vị trí ban đầu. Đấy, và chúng ta sẽ đậy lại. Rất là chắc chắn và bền đẹp. Đấy. Thì thường cũng chả ai mà người ta mà mang vào bóp như thế cả. Thế nhưng mà đây rất là ok. Rất là kín đáo này, các bác có thể nhìn thấy. Đó. Thời gian sử dụng các bác sử dụng rất là bền. Hàng này, dòng này là hàng nội địa Nhật. Một cái bộ này thì gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 món. Một hộp này 8 món và 1 2 3 4 5 loại, 5 loại khác nhau. Trong đó thì nó sẽ có cho chúng ta đó là 3 cái 300 ml hàng nội địa Nhật này. 2 cái 600. 1 cái 900. Một cái 1350ml và một cái to nhất đó là 2200. Con này thì các bác cũng đựng thoải mái luôn, trà sữa các thứ này, những cái to đều có thể đựng được. Tất cả toàn bộ của nó đều là hàng nội địa Nhật nhé. Tất cả toàn bộ của nó sẽ là hàng nội địa Nhật. Nên là các bác yên tâm, có thể dùng thoải mái luôn. Hàng này dùng đảm bảo rất là dễ dàng, sạch sẽ vệ sinh. Rất là dễ dàng và rất dễ dàng vệ sinh này. Đây này, dung tích của nó là 2.2L ở đây này. Đấy, chịu được 140 độ âm đến 20 độ C. Nên là các bác dùng rất là ok. Đấy, combo hộp nhé. Đây là các bác lên cho em mã này là mã combo hộp. Giá của nó bên nhà em đang bán với mức giá đó là 280.000 đồng. Và nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. 280k bao ship cho các bác cái mã combo hộp này. Hàng đẹp, chất lượng và xịn sò luôn. Nên là các bác yên tâm. Đẹp, chất lượng và xịn sò nhé. Combo hộp đựng thực phẩm. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một số những dòng ấm đun nước siêu tốc. Đấy, cái dòng ấm đun nước thì đây là có một cái dòng ấm đun nước, con này thì là thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa. Dung tích của nó là lên đến 3 lít rưỡi này. Đáy bằng inox. Các bác có thể đun bếp ga, bếp điện, bếp từ. Đằng này thì mấy cái dòng bếp này thì thực sự ra là em không biết là cái dòng này là dòng bếp gì. Đấy, nhưng mà nó đây nó cũng có thể đun được. Đấy, ga điện từ là ba cái chính ở Việt Nam mình thì nó đã đun được rồi. Nên là các bác yên tâm, nó là thương hiệu Hoàng Gia, top 1. Đấy, top 1 luôn. Bên trong của nó này rất là đẹp, mỹ mãn luôn, nên là các bác yên tâm. Cái dòng này thì dung tích 3.5 lít. Các bác muốn mở nắp ra, mở cái đáy này để mở.
Đó, rất là tiện nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó. Con này bên nhà em đang bán chỉ có 400.000 đồng thôi nhé. Và bao gồm phí ship cho các bác rồi. 400k và bao ship cho các bác, nên là các bác yên tâm. Nồi ấm đun nước của thương hiệu Kasai Villa, hàng đẹp, chất lượng xịn sò. Đó. Còn nếu bác nào muốn đun ấm điện, đấy, ấm điện thì đây, nhà em cũng có luôn. Cái dòng ấm điện này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Bukuk. Con này thì dung tích của nó chỉ có 1.7 lít. Nhưng mà 1.7 lít là cũng ok rồi. Đun thoải mái luôn. Ấm inox này. Sờ vào đây không bị điện giật. Nói chung là rất là an toàn. Tay cầm của nó thì bằng nhựa. Đây các bác nút bật công tắc đây. Hàng đẹp luôn nhé. Con này giá nhà em cũng bán với giá là 400k và bao ship cho các bác nhé. Thương hiệu Bukuk ấm đun nước siêu tốc. Ấm đun nước siêu tốc nhé. Đây, 400k bao ship, các bác về các bác bật công tắc ở đây này. Đấy, các bác đặt vào cái đế này nhé. Các bác phải đặt vào cái đế này thì các bác mới bật được. Đấy. Là bật điện lên, bật điện xuống đi. Đấy, nó sẽ có một cái chức năng của nó ở đây này. Đấy. Thì khi mà các bác đặt vào thì nó sẽ ấy được, rất là an toàn. Rất an toàn. Sử dụng điện của nó là điện 220V nhé, nên là các bác yên tâm. Đấy, ở đây nó có một cái khay để các bác có thể xem được mực nước các thứ này. 400k và bao ship. 400k và bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng đũa Nhật. Đũa của Nhật này. Ở đây thì em đang có một cái loại đũa 5 đôi và một loại đũa 10 đôi. Đấy. Hàng này thì nó là hàng nội địa Nhật, thương hiệu của Shikisai. Hàng này thì nó không phải là cái dòng nhựa thông thường đâu nhé. Đấy. Nó không phải là bằng nhựa thông thường đâu. Đây. Bên trong nhé, khi các bác mở ra, nó có cả cái mã QR này. Bên ngoài của nó thì nó sẽ có tem đồng kiểm. Này là tem của thương hiệu Shikisai. Đấy, là của Nhật nó xuất sang. Và bên này là có tem chống hàng giả. Đấy. Nên là các bác yên tâm. Hàng này là đã được chống hàng giả, không có chuyện hàng giả có thể can thiệp vào đây được. Hàng này là hàng chính hãng 100% và cực kỳ chất lượng. Đây, em sẽ lấy ra một đôi đũa để em có thể giới thiệu cho các bác. Con này thì đầu đũa nó sẽ khảm được một lớp hợp kim. Đấy. Cánh hoa anh đào, hình của cánh hoa anh đào nhé. Cánh hoa anh đào thì nó biểu tượng cho Nhật Bản. Hàng đẹp luôn, chống tay cầm, chống chân trượt. Đầu đũa của nó cũng chống chân trượt này, nên các bác gấp các bác không sợ chân trượt đâu nhé. Đấy, đây. Trong này nó sẽ có hai cái tờ giấy. Nó sẽ hai cái tờ giấy cho chúng ta, và một tờ giấy bằng tiếng Việt và một tờ giấy bằng tiếng Nhật. Đây là người ta đã dịch cho Việt Nam mình để chúng ta đọc. Con này đây, đũa khoáng quần Shikisai làm từ sợi thủy tinh tổng hợp, không phải là nhựa thông thường PEA hay là Mantipelli này. An toàn với nhiệt độ 260 độ C, sử dụng được cho lò vi sóng, máy rửa bát. Đầu đũa chống trơn trượt, độ bền vượt trội, đạt chứng chỉ ghi nhận SIAA của Korin Nhật Bản, kiểm soát vi khuẩn đến 99% vi khuẩn và đảm bảo nấm mốc tuyệt đối. Đấy, bề mặt sản phẩm an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, sản xuất tại địa chỉ của nó đây. Đấy. À, bác nào mà có người thân bên Nhật Bản cứ hỏi cái địa chỉ này, đến cái công ty của nó. Hàng thì đảm bảo cho bác luôn. Hàng thì đảm bảo cho bác luôn là hàng chính hãng và xịn 100%. Đấy, giá của nó thì một cái hộp đũa 5 đôi cao cấp này, bên em đang bán với cái mức giá của nó đó là 90.000 đồng. 90.000 đồng một hộp. 90.000 đồng một hộp nhé. Hàng của nội địa Nhật này. 90k. Còn một cái sản phẩm tiếp theo, nó là một cái hộp đũa 10 đôi. Một cái túi đũa 10 đôi nhé. Đây, cũng trong là một túi này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và đây là 10. Đầu nó thì thông thường thôi. Đấy, cũng có ký hiệu cánh hoa anh đào thì là không thể thiếu được ở trong cái dòng đũa của Nhật. Tay cầm của nó cũng có chống chân trượt. Đầu nó cũng thế này. Nó có hai phân khúc này phân khúc bình dân hơn. Một túi này gồm có 10 đôi, nhưng mà nói là bình dân thôi, nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn rồi. Con này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó là chỉ có 80.000 đồng thôi. 80.000 đồng một vỉ đũa này. 80.000 đồng một vỉ đũa 10 đôi. Khi có nhận hàng của nó là cũng là hàng mới đấy. Có tem chống hàng giả ở ngoài luôn, nên là các bác yên tâm. Đảm bảo cho bác hề về chất lượng, đạt tiêu diệt vi khuẩn, nó mốc 99%, nhiệt độ chịu đến 210 độ C. Đó, đũa của Nhật nhé. 80.000 đồng đôi này.
Đó, thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu, một số những cái dòng sản phẩm bên nhà em Dân đang có phân phối. Các bác sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.